Đất biển nơi hồng màu da đỏ tàu lướt sóng ra khơi, bao năm xa quê hương mang tình yêu cửa biển chưa một lần gặp lại lán chợ cong đội mưa. Trắng nơi làng mai làng giữa cá thu về trong sương, em về với cầu ấm về đào mê mắt ngọc về mùa dòng sông quen đi sơn cầm trong soi về diễn ngọc biển sơn in chân voi nguyên huệ dáng ông ngồi đàn lưới gánh chưa ba đi chợ đất biển ôm hồn. Biển nơi hồng màu da đỏ tàu lướt sóng ra khơi, bao năm xa quê hương mang tình yêu cửa biển chưa một lần gặp lại lán chợ cong đội mưa. Trắng nơi làng mai làng giữa cá thu về trong sương, em về với cầu ấm về đào mê mắt ngọc về mùa dòng sông quen đi sơn cầm trong soi về diễn ngọc biển sơn in chân voi nguyên huệ dáng ông ngồi đàn lưới gánh chưa ba đi chợ đất biển ôm hồn quê. Về Nghi Sơn em ơi, nơi bao điều đổi mới chứa chan nhiều kỷ niệm. Nghi Sơn đất biển quê mình, Nghi Sơn đất biển.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Xã Phú Sơn triển khai công tác phòng chống lụt bão năm 2023 theo phương châm 4 tại chỗ. Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động ứng phó với thiên tai, ngay từ đầu năm 2023, xã Phú Sơn đã triển khai nhiều giải pháp, phương án nhằm chủ động phòng chống lụt bão với phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã Phú Sơn đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy, giao chỉ tiêu vật tư cho các thôn, triển khai công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai. Trong công tác đảm bảo an toàn hồ đập và chuẩn bị lực lượng hộ đê chống lũ, ra soát và xây dựng phương án di rời đối với các hộ có nguy cơ bị ngập lụt, đồng thời chuẩn bị về lực lượng, dự phòng vật tư phòng chống lụt bão, về vật tư y tế, vật liệu xây dựng, phương tiện, lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết khác, nhằm đảm bảo ứng cứu, hỗ trợ kịp thời cả trước, trong và sau thiên tai, đảm bảo sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân. Xác định nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Ủy ban Nhân dân xã yêu cầu các ban ngành đoàn thể, các trường, trạm y tế, trường các thôn thực hiện ứng phó có hiệu quả với mọi diễn biến thời tiết, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, nhằm bảo đảm tính mạng và tài sản của nhà nước, của nhân dân, góp phần ổn định sản xuất, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống của quê hương Nghi Sơn anh hùng, trong những năm qua, thanh niên thị xã Nghi Sơn đã nêu cao trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, hăng hái lên đường nhập ngũ, rèn luyện ý chí, quyết tâm của tuổi trẻ, không ngại khó, không ngại khổ, cống hiến sức trẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2024, thị xã Nghi Sơn được tỉnh giao tuyển chọn và gọi 221 công dân nam tham gia nhập ngũ. Trong đó, nhập ngũ vào các đơn vị quân đội là 195 công dân, nhập ngũ vào các đơn vị công an là 26 công dân. Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an Nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp trong công tác tuyển quân. Sau đây chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung của Luật Nghĩa vụ quân sự. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ. Mỗi địa phương, gia đình cần động viên khuyến khích con em mình tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi theo quy định. Một lớn, tiêu chuẩn tuyển quân. 1. Tuổi đời. Công dân từ đủ 18 tuổi đến 25 tuổi, công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. 2. Tiêu chuẩn chính trị. A. Thực hiện theo thông tư liên tịch số 50/2016 ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam. B. Đối với các cơ quan đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong quân đội, lực lượng tiêu binh, nghi lễ, lực lượng vệ binh và kiểm soát quân sự chuyên nghiệp, thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng. 3. Tiêu chuẩn sức khỏe. A. Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại thông tư liên tịch 16/2016 ngày 30 tháng 6 năm 2016. B. Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại điểm B khoản 2 điều này, thực hiện tuyển chọn, bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng. C. Không gọi nhập ngũ vào quân đội những công dân có sức khỏe loại 3, tật khúc xạ về mắt, cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị ở các mức độ, nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS. 4. Tiêu chuẩn văn hóa.
tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu sao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7. Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên. Hai lớn, trường hợp tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ. 1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe, là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân, không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động, trong gia đình bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản do thiên tai, tai nạn, dịch bệnh nguy hiểm gây ra, được Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, sau đây gọi chung là cấp xã, xác nhận. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam, suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%. Có anh chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ. Hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế, xã hội của nhà nước do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định. Cán bộ công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. 2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân là con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1, một anh hoặc một em trai của liệt sĩ, một con của thương binh hạng 2, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 điều này, nếu không có lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, cơ quan tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ký quyết định. Ba lớn, quyền lợi nghĩa vụ của công dân khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 1. Đi nghĩa vụ quân sự được hưởng những quyền lợi gì? Điều 4. Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 quy định, nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân. 2. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú, phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật này. 3. Công dân phục vụ trong lực lượng cảnh sát biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. Đi nghĩa vụ quân sự được hưởng những quyền lợi sau: được nghỉ phép hàng năm. Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ từ tháng 13 trở đi nghỉ phép hàng năm, thời gian nghỉ là 10 ngày không kể ngày đi và về. Hạ sĩ quan, binh sĩ đã nghỉ phép năm theo chế độ, nếu gia đình gặp thiên tai hỏa hoạn nặng hoặc người thân từ trần mất tích, hoặc hạ sĩ quan, binh sĩ lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nghỉ phép đặc biệt, thời gian không quá 5 ngày không kể ngày đi và về, được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành. Căn cứ pháp lý điều 3, nghị định 27/2016/NĐ-CP, không mất phí chuyển bưu phẩm tiền. Theo điều 5, nghị định 27/2016/NĐ-CP, hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn tiền cước khi chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện, được cấp 4 tem thư trên một tháng, khi tham gia tuyển sinh được cộng điểm ưu tiên. Trước khi nhập ngũ, là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên,
nếu vay tiền từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thì được tạm hoãn trả và không tính lãi suất trong thời gian tại ngũ. Chế độ đối với người nhà hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. Nhà ở gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến sập hư hỏng, trợ cấp 3 triệu đồng trên một suất trên lần. Thân nhân bị ốm đau từ 1 tháng trở lên hoặc điều trị một lần tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên, trợ cấp 500.000 đồng trên một thân nhân trên một lần. Thân nhân từ trần mất tích, trợ cấp 2 triệu đồng trên người. Con đẻ, con nuôi hợp pháp được miễn giảm học phí. Căn cứ pháp lý, Điều 6 Nghị định 27/2016/NĐ-CP. 2. Quyền lợi của quân nhân sau khi xuất ngũ. Được hưởng trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong quân đội, được trợ cấp 2 tháng tiền lương cơ sở. Trợ cấp tạo việc làm. Mức trợ cấp bằng 6 tháng tiền lương cơ sở. Tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ, mức chi là 50.000 đồng trên người. Được tiễn và đưa về địa phương cư trú hoặc cấp tiền tàu xe và phụ cấp đi đường. Được tiếp nhận vào học các trường học đang học trước đó, trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả. Được tiếp nhận vào học các trường đang học trước đó, trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả và được tiếp nhận vào học ở các trường đó sau khi xuất ngũ. Được trở lại làm việc tại nơi trước khi nhập ngũ đang làm. Đối với trường hợp trước khi nhập ngũ, làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, được tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ. Nếu cơ quan này bị giải thể, thì cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp phải bố trí việc làm phù hợp. Đối với trường hợp trước khi nhập ngũ, làm việc tại tổ chức kinh tế, được tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm, tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ. Nếu tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản, thì giải quyết chế độ, chính sách như người lao động của tổ chức kinh tế đó. Lưu ý, trong trường hợp không tiếp nhận lại, bố trí việc làm cho người xuất ngũ, thì sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng, đồng thời buộc phải tiếp nhận người hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cơ quan, tổ chức cũ làm việc. Được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, mức hưởng là 2 tháng, mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội. Lưu ý, thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm. Được cộng điểm trong tuyển dụng công chức. Cụ thể, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển. Được ưu tiên trong xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức. Cụ thể, nếu có từ 2 người trở lên có kết quả thi bằng nhau tại các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau, thì người hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ được ưu tiên tuyển dụng. Trong thời gian tập sự, được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngành tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo. Được hỗ trợ đào tạo nghề, mức chi hỗ trợ đào tạo nghề theo Điều 10, Thông tư 152/2016/TT-BTC, mức hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng trên người trên ngày thực học. Mức hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng trên người trên một khóa học nếu địa điểm đào tạo xa nơi cư trú từ 15 km trở lên. Được miễn giảm học phí, được vay vốn để tham gia đào tạo nghề, trình độ trung cấp, cao đẳng đối với người có hoàn cảnh khó khăn. Bốn lớn, xử lý vi phạm trong trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Điều 59, Luật Nghĩa vụ quân sự quy định, tổ chức cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, việc không đăng ký nghĩa vụ quân sự khi đã có lệnh gọi, không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng, được coi là hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, theo quy định tại Điều 10 Luật Nghĩa vụ quân sự. Tùy theo tính chất, mức độ, người vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Năm lớn, trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 148/2018/TT-BQP và chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, các ban ngành liên quan và các thôn thực hiện tuyển quân đúng quy định, đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng giao quân. Chỉ đạo các thôn tổ chức bình cử, đề xuất công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đi sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự đúng quy định,
bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, chất lượng, hiệu quả. Trực tiếp sơ tuyển, xét duyệt công dân nhập ngũ, báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp huyện, danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, lập hồ sơ, nghĩa vụ quân sự và các thủ tục liên quan đối với công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ để bàn giao cho Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện. Thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã theo quy định và thông báo công khai đến từng thôn những nội dung sau. Chỉ tiêu tuyển quân huyện giao cho xã, điều kiện tiêu chuẩn tuyển quân, trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, danh sách công dân trong diện nhập ngũ, danh sách công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ, danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ, kết quả phân loại sức khỏe theo quyết luận của Hội đồng khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, danh sách công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ, chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp với các ban ngành liên quan hướng dẫn những công dân được phát lệnh gọi nhập ngũ lập tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã để bàn giao cho Ban Chỉ huy cấp huyện cùng với hồ sơ nghĩa vụ quân sự. Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp với công an xã và các ban ngành đoàn thể nắm chắc tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và những vấn đề mới phát sinh của công dân chuẩn bị nhập ngũ, kịp thời thông tin và cung cấp để Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện và đơn vị nhận quân biết quản lý, phối hợp với đơn vị nhận quân và gia đình giải quyết quân nhân đào ngũ, bỏ ngũ theo quy định của pháp luật. Tham gia nhập ngũ là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình có trách nhiệm giáo dục, động viên và tạo điều kiện cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tổ chức, cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Thưa quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn văn bản hợp nhất số 08 ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử. Điều 101. Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau. A. Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. B. Cung cấp, chia sẻ thông tin, cổ suý các hủ tục mê tín dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. C. Cung cấp, chia sẻ thông tin, miêu tả tỉ mỉ hành động chém giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn. D. Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc. D. Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu. E. Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm. G. Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia. H. Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm. 2. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 điều này. Điều 102. Vi phạm quy định về lưu trữ, cho thuê, truyền đưa, cung cấp, truy nhập, thu thập, xử lý, trao đổi và xử lý thông tin. 1. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi lưu trữ thông tin cá nhân của người khác, thu thập được trên môi trường mạng vượt quá thời gian quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận giữa hai bên. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Không chấm dứt việc cho thuê chỗ lưu trữ thông tin số trong trường hợp tự mình phát hiện
hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo cho biết thông tin đang được lưu trữ là trái pháp luật. B. Không chấm dứt việc cung cấp cho tổ chức cá nhân khác công cụ tìm kiếm đến các nguồn thông tin số trong trường hợp tự mình phát hiện hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo cho biết nguồn thông tin số đó là trái pháp luật. C. Không kiểm tra lại, đính chính hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của người khác lưu trữ trên môi trường mạng trong quá trình thu thập, xử lý, sử dụng thông tin khi có yêu cầu của chủ sở hữu thông tin đó. C. Cung cấp hoặc sử dụng thông tin cá nhân chưa được đính chính khi có yêu cầu đính chính của chủ sở hữu thông tin đó. D. Cung cấp hoặc sử dụng thông tin cá nhân khi đã có yêu cầu hủy bỏ của chủ sở hữu thông tin đó. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Truy nhập, sử dụng, tiết lộ, làm gián đoạn, sửa đổi, phá hoại trái phép thông tin, hệ thống thông tin. B. Không thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc truy nhập thông tin hoặc loại bỏ thông tin trái pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi chuyển hoặc cho thuê chỗ lưu trữ thông tin số. C. Không thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định danh sách chủ sở hữu thuê chỗ lưu trữ thông tin số. C. Không bảo đảm bí mật thông tin của tổ chức cá nhân thuê chỗ lưu trữ thông tin số, trừ các trường hợp cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. D. Không thực hiện các biện pháp quản lý kỹ thuật cần thiết để bảo đảm thông tin cá nhân không bị mất, đánh cắp, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy khi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của người khác trên môi trường mạng. E. Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. G. Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. H. Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm quảng bá, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bị cấm. I. Ngăn chặn trái pháp luật về việc truyền tải thông tin trên mạng, can thiệp, truy nhập, gây nguy hại, xóa, thay đổi, sao chép và làm sai lệch thông tin trên mạng. K. Không tiến hành theo dõi, giám sát thông tin số của tổ chức cá nhân theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. L. Không hợp tác, phối hợp điều tra các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong quá trình truyền đưa hoặc lưu trữ thông tin số của tổ chức cá nhân theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. M. Tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. N. Giả mạo tổ chức cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. O. Chiếm đoạt thư, điện báo, fax hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa trên mạng dưới bất cứ hình thức nào. P. Cố ý lấy thông tin, nội dung của thư, điện báo, fax hoặc văn bản của người khác được truyền đưa trên mạng. Q. Nghe, ghi âm cuộc đàm thoại trái pháp luật. R. Thu giữ thư, điện báo, điện tín trái pháp luật. 4. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Không đảm bảo bí mật thông tin riêng truyền qua mạng viễn thông công cộng hoặc tiết lộ thông tin riêng liên quan đến người sử dụng viễn thông. B. Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin, dịch vụ có nội dung đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc, dâm ô, đồi trụy, mê tín dị đoan, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam. 5. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Mua bán hoặc trao đổi trái phép thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông. B. Che giấu tên, địa chỉ điện tử của mình hoặc giả mạo tên, địa chỉ điện tử của tổ chức, cá nhân khác khi gửi thư điện tử, tin nhắn. 6. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với các hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số để tuyên truyền sai trái, không đúng sự thật về chủ quyền lãnh thổ quốc gia Việt Nam. 7. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A.
tuyên truyền kích động bạo lực, truyền bá tư tưởng phản động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. B. Cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia, xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 8. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Tước quyền sử dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội từ 22 tháng đến 24 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 5, 6 và 7 điều này. B. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm B, G, H và Q khoản 3, điểm A, khoản 4 và khoản 7 điều này. 9. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 4 và điểm A khoản 5 điều này. B. Buộc thu hồi đầu số, kho số viễn thông do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 4 điều này. C. Buộc thu hồi tên miền do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 3 điều này. Viettel trân trọng thông báo, Viettel xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Viettel trong thời gian qua để đảm bảo liên lạc, bảo vệ SIM chính chủ, tránh bị lừa đảo và đáp ứng quy định của nhà nước. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Viettel chuẩn hóa thông tin miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel, thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân hoặc thông tin chưa chính xác trên toàn địa bàn tỉnh tại các cửa hàng, điểm bán lưu động của Viettel. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chuẩn hóa thông tin được khi sử dụng điện thoại smartphone qua ứng dụng MyViettel hoặc qua web viettel.vn. Bạn đã gia nhập cộng đồng 4G Viettel chưa? Viettel đang hỗ trợ tất cả khách hàng còn đang sử dụng điện thoại 2G cũ chuyển đổi lên 4G với giá bán siêu ưu đãi chưa từng có. Điện thoại 4G V1 và V2 có giá bán 290.000 đồng. Điện thoại Samsung A03 Core giá 1.390.000 đồng. Điện thoại Samsung A04e có giá chỉ 1.490.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mới sử dụng 4G còn được tặng thêm gói data 7GB dùng trong 7 ngày. Chương trình trợ giá máy và ưu đãi data chỉ áp dụng một lần duy nhất cho mỗi khách hàng đang sử dụng máy 2G. Hãy đến cửa hàng của Viettel trên toàn quốc hôm nay để được hỗ trợ nâng cấp lên 4G. Viettel, theo cách của bạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.